Cô chào các em. Trong các bài học trước, các em đã học cách thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, phân số. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em ôn lại các kiến thức đó qua bài luyện tập chung trang 137-138. Để tiết học có hiệu quả, các em cần chuẩn bị các đồ dùng học tập như vở, giấy nháp, bút, thước kẻ. Về kiến thức, các em sẽ nắm được cách thực hiện các phép chia hai phân số, biết cách tính và viết gọn phép chia phân số cho số tự nhiên, vận dụng tìm phân số của một số để giải toán. Về kỹ năng, rèn kỹ năng thực hiện phép chia phân số và thực hiện chính xác. Các em bước vào bài tập 1. A. 5/9 chia 4/7. B. 1/5 chia 1/3. C. 1 chia 2/3. Các em có nhận xét gì về phép chia ở câu A và B? À, đó là phép chia hai phân số. Vậy các em sẽ thực hiện như thế nào? Các em sẽ lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược. Còn phép chia ở câu C, đây là phép chia số tự nhiên cho phân số. Tiết trước các em đã được hướng dẫn đưa số tự nhiên về phân số có mẫu số là 1 thì sẽ trở thành phép chia hai phân số và chúng ta bắt đầu làm bài. Cô mời các em dừng video và làm bài. Đối chiếu kết quả bài làm của mình với kết quả của cô nhé. A. 5/9 chia 4/7 bằng 5/9 nhân 7/4 bằng 35/36. B. 1/5 chia 1/3 bằng 1/5 nhân 3/1 bằng 3/5. C. 1 chia 2/3 bằng 1/1 nhân 3/2 bằng 3/2. Ở bài tập này, em nào đã làm chính xác cả 3 bài? Cô tuyên dương các em bằng một tràng pháo tay thật lớn nhé. Như vậy, qua bài tập 1, các em đã củng cố được phép chia hai phân số và phép chia số tự nhiên cho phân số. Vậy ngược lại, phép chia phân số cho số tự nhiên ta làm như thế nào? Cô mời các em vào bài tập 2. Bài 2 tính theo mẫu 3/4 chia 2. Đây là phép chia phân số cho số tự nhiên. Ta có thể chuyển số tự nhiên thành phân số có mẫu số là 1. Sau đó tiếp tục như phép chia hai phân số. Vậy 3/4 chia 2 bằng 3/4 chia 2/1 bằng 3/4 nhân 1/2 bằng 3/8. Ta có thể viết gọn như sau: 3/4 chia 2 bằng 3 trên 4 nhân 2 bằng 3/8. Như vậy, khi thực hiện phép chia phân số cho số tự nhiên, ta có thể giữ nguyên tử số của phân số thứ nhất để được tử số, lấy mẫu số của phân số thứ nhất nhân với số tự nhiên ta được mẫu số. Cô mời các em đọc bài mẫu một lần nữa trước khi làm bài. Cô mời các em làm bài 2. Ba phép chia. Bài A, 5/7 chia 3. B, 1/2 chia 5. C, 2/3 chia 4. Mời các em đối chiếu kết quả bài làm của mình với kết quả bài làm của cô nhé. A. 5/7 chia 3 bằng 5 trên 7 nhân 3 bằng 5/21. B. 1/2 chia 5 bằng 1 trên 2 nhân 5 bằng 1/10. C. 2/3 chia 4 bằng 2 trên 3 nhân 4 bằng 2/12 bằng 1/6. Các em lưu ý cho cô bài C. Khi các em ra được 2/12, các em nhớ rút gọn để được phân số tối giản là 1/6 nhé. Ở bài tập này, các em nào làm đúng hết tự thưởng mình một tràng pháo tay nào. Qua bài tập 2, các em đã học thêm phép chia phân số cho số tự nhiên. Các em làm theo mẫu, tuy nhiên các em vẫn có thể đổi số tự nhiên thành phân số có mẫu số là 1 để trở thành phép chia hai phân số và chúng ta bắt đầu thực hiện. Bài 3 tính A 3/4 nhân 2/9 cộng 1/3. B 1/4 chia 1/3 trừ 1/2.
Mời các em nhận xét cho cô trong mỗi biểu thức có những phép tính nào và thực hiện ra sao. Các em cùng ôn lại cách tính giá trị biểu thức nhé. Trong biểu thức có cộng trừ nhân chia, ta sẽ thực hiện nhân chia trước, cộng trừ sau. Trước khi làm bài, cô và các em cùng ôn lại quy tắc cộng trừ nhân chia phân số nhé. A. Muốn nhân hai phân số thì ta sẽ lấy tử số nhân tử số, mẫu số nhân mẫu số. Ở biểu thức B, có phép chia phân số thì ta sẽ lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược. Đối với phép cộng và trừ hai phân số khác mẫu số, để thực hiện thì chúng ta phải quy đồng mẫu số rồi tính. Cô lưu ý các em, đối với bài tính giá trị biểu thức thì các em thực hiện phép tính ngoài nhé. Sau đó các em sẽ đưa kết quả vào. Cô mời các em bắt đầu làm bài. Bây giờ cô mời các em đối chiếu bài làm của mình nhé. Ở bài 3A, các em lưu ý thực hiện phép nhân 3 phần 4 nhân 2 phần 9 thì các em được 6 phần 36. Nhưng nếu các em rút gọn được 1 phần 6 ở chỗ này vẫn được. Và các em lưu ý ở phân số 18 phần 36, các em nhớ rút gọn để được phân số tối giản là 1 phần 2. Bây giờ các em sẽ bước vào bài tập số 4. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng bằng 3 phần 5 chiều dài, tính chu vi và diện tích mảnh vườn đó. Bài chúng ta có tóm tắt như sau. Chiều dài 60m, chiều rộng 3 phần 5 chiều dài, tính chu vi, diện tích. Để tính chu vi và diện tích mảnh vườn hình chữ nhật, ta cần biết gì? Bài toán cho chiều dài là 60m, chiều rộng bằng 3 phần 5 chiều dài. Vậy muốn tìm chiều rộng, các em hãy vận dụng bài tìm phân số của một số. Sau khi có được chiều rộng, có chiều dài, chúng ta áp dụng công thức tính chu vi và diện tích hình chữ nhật để làm bài. Các em ôn lại công thức tính chu vi và diện tích hình chữ nhật nhé. Cô mời các em bắt đầu làm bài. Cô mời các em đối chiếu bài làm của mình với bài làm của cô nhé. Như vậy, qua bài luyện tập chung, các em vừa ôn được các phép tính cộng trừ nhân chia phân số, tìm phân số của một số, biết vận dụng vào tính giá trị biểu thức và giải toán. Bài giảng của cô đến đây là hết rồi. Cô chúc các em chăm ngoan và học giỏi.